Hôm qua, tại khu vực lò chợ Vỉa 12, xí nghiệp than Hồng Thái thuộc công ty than Uông Bí Vinacomin đã xảy ra sự cố tụt đổ lò chợ từ mức cộng 115 đến cộng 190. Sự cố đã làm vùi lấp hai công nhân là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1985, quê quán tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, và Phạm Văn Quý, sinh năm 1978, tại huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã có mặt kịp thời, trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố. Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ đã đào thông đường lò bị sụt lún, tuy nhiên vẫn chưa tiếp cận được vị trí của hai công nhân bị vùi lấp. Hiện tại, việc tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp vẫn đang được gấp rút triển khai. Vùng tụt đổ lò, lượng đất đá rất lớn, địa hình phức tạp, hầm lò sâu tới hơn 100 mét. Từ tháng 11 tới nay, ngành than đã để xảy ra 5 vụ tai nạn lao động, làm chết 5 người.